Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, nhấn đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình này góp cờ lam 180 tỷ có chục tỷ token có ký hiệu là Bali các bạn. Thì token này sẽ lên sàn Bankake Swap vào ngày 20 tháng 7 nè các bạn. Thì để cờ lam được thì các bạn cần copy dưới phần link mô tả dưới video mình nha bạn. Các bạn vào một đáp nè, các bạn dán vào các bạn. Các bạn cần có một chút phi mạng bình biên các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ, bạn chờ xác nhận chút xíu các bạn. Thì trong video mình có nói các bạn cân nhắc cỡ khi cờ lem nha các bạn sẽ tốn phí ra là 0.002 tôi kết nối các bạn, 0.0 cỡ khoảng 0.2 USDT. Có nhiều bạn đấy cờ lem thứ này mà đưa các bạn vào vòng tròn, vào vòng chồng nợ gì, các bạn sẽ tốn là 0.006 BNB cũng 0.75 USDT rồi các bạn. Thì cấp thì mình nói với các bạn là mình cờ lem rồi quăng đó lên các bạn. Sau này đi sàn thì các bạn xả, đây thì những kèo số số thì các bạn chấp nhận chiều vui ngon các bạn. Rồi các bạn sẽ chấm chắc nè, basic can bạn vào đây các bạn chết nè. Thật ra bà không, các bạn gì bà không, các bạn ấy bình luận thiệt thật tình, mình rất là buồn bằng đó luôn. Mình làm video, các bạn nào thích thì chơi, không thích thì thôi. Mình có ép buộc các bạn claim hôm nào đâu. Hiện tại tổng cung con này có 9 tỷ rất là nhiều luôn các bạn. Là tờ tốn 0.0 mấy đô, bạn ấy cũng la làng. Rồi các bạn mở ra nha các bạn, hiện tại token này nó có logo luôn đó các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim 180 triệu token Bali đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.